Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị khách hàng về cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm điện năm 2024. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cung cấp cho khách hàng kế hoạch cung ứng điện, phương án đảm bảo điện mùa nắng nóng năm 2024, chương trình quản lý nhu cầu điện DSM, chương trình điều chỉnh phụ tải DR, các biện pháp tiết kiệm điện, thỏa thuận khách hàng tham gia dịch chuyển phụ tải sản xuất trong các khung giờ cao điểm cho các tháng 5, 6, 7 và sẵn sàng vận hành máy phát điện diesel khi khó khăn hệ thống nguồn cung ứng điện. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm đầu tư lưới điện, đảm bảo nguồn điện chất lượng liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đề xuất kiến nghị ngành điện có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế và thêm nhiều chính sách khuyến khích hơn nữa trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải DR để cùng nhau hợp tác hiệu quả. Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, các khách hàng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục đồng hành cùng ngành điện để dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên về đích đúng thời hạn, giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc ngay trong mùa hè năm nay.